Xin chào đại gia đình đang đến với kênh của Lợi nha. Ngày hôm nay thì cả nhà Lợi đang chuẩn bị làm món mứt. Mà để xem coi mẹ Lợi đang chế biến món mứt gì nha cả nhà. Đây nè, đầu tiên thì Lợi sẽ quay cho cả nhà mình xem là đây những là cái chậu bông dạng vàng thọ. Đây là cái bông mà để chúng ta trưng vào ngày Tết đó cả nhà. Đó, cha Lợi đã trồng được 2, 4, 6, 9, 10, 3, 6, 10 chậu. 10 chậu nha cả nhà. Đó, cha lại rất kỹ luôn nha. Cha sợ con này con kia nó bay nó cắn bông á, nên cha đã rào lưới lại luôn, dùng lưới để rào văng nó lại luôn nè cả nhà, thấy không? Cha lại kỹ dã man thiệt chứ. Mấy cái hoa này là hoa gì ta? Hoa mộng gà hả? Phải không ta? Mà cũng không biết hoa này hoa gì luôn nữa. Giống mộng gà quá mà không biết phải không? Cây vú sữa thì mỗi ngày mỗi lớn lên nè cả nhà, thấy không? À, cây vú sữa nè. Đây là cây xài. Tất cả các loại cây này thì Lợi mua trong hội chợ triển lãm á cả nhà. À, còn cái này nhìn sơ qua Lợi nhìn tưởng đâu cái cầu tiêu chứ, mà không phải. Đây là cái chỗ mà cha Lợi để cái máy xịt thuốc ở trong đây. À, đó, để cái máy xịt thuốc ở trong đây. Mới đầu về là nhìn lại tưởng nó, ủa sao cha làm cái cầu tiêu đâu mà ngộ nghĩnh vậy. Hết hồn. Thanh long thì đang ra nụ nè cả nhà. Đó. Đây, ngày hôm nay mẹ lại sẽ làm mứt. Mứt này mứt gì mẹ? Mứt chuối. Kẹo chuối á. Kẹo chuối á. Kẹo chuối hả? Em mới còn làm, em làm mứt mãng cầu nữa. Em mới đặt mua cái giấy kính này kìa, mua cho Shopee á. Là chưa có dao. Ủa? Cái này trong này có gì trong đây? Đường, cái nước cốt dừa. Nước cốt. Bao nhiêu cái đường mẹ? Ảo ba gì? Tính làm một, tính làm có ảo mà phải nhiều kia làm. Chia thành hai chảo cho nhanh. Nè. Hai chảo ba ký. Ba ký. Ba ký đường. Mấy trái dừa mẹ? 4 trái dừa. Mình muốn béo thì thêm hả? 4 trái dừa nha cả nhà. Đi, bắt ra đi. Rồi cái này thơm hả gì vậy? Thơm. Thơm mấy... chuối nè, chuối hồi bữa mẹ ép xong rồi giò sắt á. Thơm mấy trái vậy mẹ? 10 trái khóm nha cả nhà. À, còn chuối này là mình làm sao ra thành vậy vậy mẹ? Cái rửa chuối này làm sao ra thành vậy bác ba? À, chuối này chúng ta ép xong rồi phơi khô xong rồi ép ra. Không quá, ta ép trước. Ép rồi à, phơi khô. Ép xong rồi mới phơi khô nha cả nhà. Mình phơi bữa đó, mình phơi cho nó héo lại vậy đó là được nha cả nhà. Tại vì phải hướng dẫn, tại vì á là Lợi phải hướng dẫn cả nhà mình cái cách làm luôn, tại vì cả nhà kêu là chỉ mình cái cách làm. Còn cái này là đu đủ hay gì vậy mẹ? Đu đủ. Hai cái đu đủ. Còn này đậu phộng thì là chín cái loại đúng không? Đu đủ. Rồi cái này là gì nữa? Gần hả? Gần. Mấy trái đu đủ mẹ? Hai trái đu đủ. Hai trái bự lắm mà, ta hai trái đó còn 4 kg à. Kìa. Hai trái đu đủ bự lắm nha quý vị. Đã chị hốt bao nhiêu hơn bên đây không đó nha. Thì bà nhiều gì lát cũng gom lại với đâu. Rồi bây giờ gần nè. Cái này sao 4 5 tiếng luôn á cả nhà. Đây. Đây. Tết năm nào cũng xào hết. Đó. Mình sẽ cho khóm vô, mình xào lên mình cho nó sạch lại đúng không bác ba? Rồi cho đu đủ vô. Giờ cho đủ vô luôn chưa? Rồi, cho đủ vô. Cho lượt hết luôn cho hả? Cho lượt hết ráo luôn kia khóm. Rồi đây con bóc rồi cho bác ba với mẹ xào đi. Ở kia kia ra làm hai cho đều không? Đi. Bà Nam có nhiệm vụ rồi. Nay bà Nam sướng. Cái chảo này dễ xào hơn. Chảo đó gươm lên, chảo này tẹt. Rồi bỏ lên ba đi cho nó đều. Mình có một fan hâm mộ đang về nước á. Vậy hả? Cô ở trên quê trên Long An. Thấy cô ở bên Úc không? Không, nãy mới thấy cô đăng. Ồ, còn cái chị trên Úc, để bữa nào em liên lạc chị đi bên Úc. Hỏi em nhớ là chị nói tích tay chị về á, mà sao hỏi mày không thấy chị liên lạc, cái chị bận như vậy á.
Rồi, cô có nói xuống vô. Chơi không? Bỏ gừng, bỏ chuối vô. Cái gì? Gừng chuối bỏ vô luôn hết một lượt hả bác ba? Bỏ cho nó dặm, cho nó đặng cho nó nhiều. Đều ra cho bác ba. Chia thiếu ra làm hai luôn. Tại con chị ba, chị xảo ra tay không? Chị ba lấy con tay này nè, đeo chị ba. Thôi mội, bao tay rằm què gì trơn. Không có, nó lúc hồng tay á nè. Hồng gì trơn trình nè, ở nó hồng. Không có này nè, nó nhánh. Ở đây sớm nào? Ở trong đó đó. Chị kêu kêu chị cầm qua, chị rửa tay đi chị cha. Rồi này mình xào hoài nữa hả? Sao bác ba? Xào hoài chừng nào tới luôn, nó hết nước lại nhừ ra. Mà cái tao này nó dễ xài ha, không bị tuột ha. Nhừ ra nó ấy. Rồi giờ bỏ chuối vô luôn kìa. Bỏ chuối, bỏ gừng. Bỏ chuối, bỏ gừng vô luôn. Thấy chị ba thấy động than lên cao, nước hạ hồi mình lấy nha. Cái đó là bao nhiêu nãy chuối rồi mẹ? Mẹ có cân ký chuối không? Không, hồi lúc phơi đâu có cân. Cái này nè, mình không có thời gian mình phơi chuối, làm chuối tươi cũng được, đúng không bác ba? Chuối tươi cũng được, chuối tươi mình quậy bóng nữa. Này có mấy trái chuối tươi nè. Mình còn hoài chuối mãi kìa. Sao nãy chuối. Đây là cái cách làm mứt á cả nhà. Dẻo nữa kìa, có năm bác phải làm kiểu dẻo nữa kìa. Sáu nãy chuối. Rồi, rồi chúng ta sẽ xào như thế này cho đến khi nào mà nó sệt lại. Mới đi vào 27 kg lạp xưởng, 32 kg lạp xưởng. 28 kg khô gà. Mới chở xong luôn, chở không hết, muộn chị Nguyệt chở giùm chiến nữa. Nghe làm kẹo làm mất đó quý vị. Làm kẹo làm mất là có hai nhân vật ngồi chờ nè. Đó. Hai nhân vật này là ngồi chờ chừng nào thành cục kẹo rồi ăn. Cái này con chờ hơi lâu nha con, dạ, chờ tới 7 giờ tối nha con. Bà ngoại của thằng Bin làm rồi, có ăn rồi rồi đó. Ủa? Ăn rồi luôn hả? Rồi nữa, sao Bin ha? Có ăn. Ôi xạo ghê, hôm hổm mới cho bà chín. Xạo mình xin của nó á. Nó nói hết rồi anh. Hết rồi. Ai mà thèm. Em kia chị hơi mày ở đâu đây? Ê, cũng mốt đi lắm hả? Mốt đi lắm. Ủa chị tí kho thịt chưa? Ngày mai mới kho. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ cái này cho nó sệt sệt lại nha cả nhà. Chứ mà bây giờ mà quay cái này chờ nó sệt là 4 tiếng hồ quý vị ngồi xem xào vậy không mà chết. Trời ơi sao tán anh? Không dấn hai người gì. Tôi quay lại rồi nha chưa bo. Tôi quay lại được cái khoảng khách đó rồi nha chưa bo. Em thì giờ em dọn rửa cho mẹ. Bà Nam dọn rửa hả? Dọn với ta. Ở nhà mẹ ít cho ai rửa chén. Ồ, cái vú sữa nó bự theo từ ngày luôn. Ê, cái cây vú sữa này có một chị ở bên nước ngoài, chị nói là Tết là có nhiều rồi bán cho chị á. Chị mua cho gia đình. Vú sữa của nhà lại đặc biệt là không có dồi nha. Không thuốc. Không thuốc, không có một con dồi nào luôn. Vú sữa này là đất nó lớn lên tự nhiên luôn á. Vậy tưới nước thôi, lát anh rinh nước anh tưới nha anh. Sáng giờ tưới cho mẹ anh luôn. Nãy anh rinh tưới nha anh. Ừ. Tưới nước ăn cho trái nó căng bóng ra. Hỏi mà tưới nước nên nó mới thẳng trái dữ vậy. Nhớ để năm nào mình không ăn không mình không tưới nước đó, nó bị héo trái á. Này này nãy giờ được 1 tiếng rồi đúng không bác ba? 1 tiếng rồi nó sệt sệt lại về rồi nha cả nhà. Ôi. Hai chảo luôn. Đây. Xào cái đó lên. Dạ. Yeah. Trời ơi là mình ngồi mình phải xào hoài vậy luôn hả bác ba? Sao cực dữ vậy trời? Rồi bây giờ để tắt máy lại xào nha cả nhà. Cầm xào khó quá. Wow, bây giờ nó thơm quá trời cả nhà ơi. Mà nó sệt lại rồi nè cả nhà. Cái chảo nó sệt lại như thế này rồi nè. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục xào nữa. Xào đến khi nào nó đen hả bác ba? Xào tới thôi. Này xào tới là tới sáng luôn hả sao? Trời ơi. Tới 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Nãy giờ ngồi cũng 2 tiếng rồi nha cả nhà ơi. 2 tiếng đồng hồ mà nó sệt lại như vậy nè.
chảo của mẹ thì nó chưa sạch bằng. Nè. Lửa yếu hơn thế mà. Ngày hôm nay thì cha mới lại bắt bảy. Đó là hai bác với cha, anh em ruột ngồi xào giùm mẹ với lại bác ba nha. Tại vì khi mà cái này nó sắt lại rồi á thì nó sẽ nặng hơn, nó nặng tay hơn. Nên là hai bác, ủa quên thì kêu hai bác. Cha với bác bảy. Rồi. Giờ quay về con đi mua xị rượu nha. Cha với bác bảy giờ ngồi quất lì cái dít miếng kẹo. Chỗ ngọt ngọt rồi. Cái xong rượu cái dĩa kẹo hết trơn. Không phải. Rồi ai về đâu rồi đời luôn. Rồi về dứt vô rồi lát cái xỉn rồi cái cũng trong trái à. Kẹo hình trong trái hả bác bảy? Quậy có nổi đâu. Hấp dẫn không? Hấp dẫn quá. Làm xong này là cha con mình ra chợ bán. Còn là Tết nè, cha con đi bán nha. Bán mứt hả? Bán mứt. Mứt Tết. Mứt này ta kêu mứt gì? Mứt chuối, kẹo chuối. 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 Con thấy nó cũng đủ thứ hết mà, nó có khóm, có chuối rồi có gần. Gần rồi có đu đủ rồi sao? Đậu phộng, có đậu phộng. Đậu phộng mè. Vậy là mình kêu mứt thập cẩm chứ sao kêu mứt chuối? Rồi lại có chuối. Nãy chuối nó ít hơn đu đủ nữa. Mà tại vì không dám ăn chuối vậy chứ nhiều quá anh, tại nó khô rồi á anh. Vậy hả? Đủ thì nó sơ, nó sẽ lấy ra sáu nữa chú, ớt thôi rồi đó. Ừ, chú thành phần chú là nhiều nhất đó. Rồi hai cha với bác bảy thì xào, còn đây mẹ lại nhỏ tóc mắc cỡ, cả nhà thấy mẹ mắc cỡ ghê chưa. Rồi nhỏ tóc sâu hả bà? Hả? Em nhỏ tóc trắng người ta kêu tóc sâu mà đúng không? Có đâu. Em nhỏ hay lắm. Hôm nay à vợ nói à con với ông bố ăn móng heo mà vậy là sắp được chưa ta? Chưa rồi. Còn bỏ đậu phộng luôn cho nào mà quay hết rồi hả? Hết nổi với à. Tiếp rồi hồ nữa phải xong. Tiếng nữa hả cha? Vậy mà còn tiếng rưỡi nữa hả? Là tiếng rưỡi. Nó mới nặng nặng hơi nặng nặng tay. Mới lên đường. Đen luôn mới được đúng không cha? Ừ, nào nó cứng nặng tay dữ rồi nó mới cứng. Bắc Nam nó ở ngoài đầu đường mà còn nghe mùi thơm mà. Thơm quá trời. Thơm lắm rồi, thơm. Bây giờ nó vô cho lên nó lúc thì nó mà đánh cũng thơm nữa. Giờ. Rồi bây giờ là tới lượt bà Nam với lại mẹ. Bác ba về rồi. Thôi phi. Ba rút quân rồi. Đó. Đây anh trộn cho nè, lát phải anh với cha lát đi. Em mới vô em chưa mỏi rồi. Vậy là sắp được chưa mẹ? Nửa tiếng nữa anh, nửa tiếng nữa là được nha cả nhà. Cái màu nó sậm lại đây nè cả nhà, thấy màu khác rồi. Ước gì cả nhà được hưởng mùi thơm thơm dữ lắm, nước cốt nhiều thơm lắm quý vị ơi, nước cốt nhiều thơm đó mẹ. Bây giờ này lại sẽ về sớm là con kêu mẹ làm nó cốt nữa. Sẽ bài cho cả nhà mình nha. Bây giờ mình chạy ra tiệm tạp hóa đi, mình mua cục kẹo. Đó, cả nhà gỡ ra hửi rồi vừa hửi vừa xem. Đó là mình có thể cảm nhận được cái mùi vị. Có hộp em kia, em hỏi cho em đặt rập xưởng, sau cái hỏi sao chị chưa đang nước hay em canh để em coi vậy. Rồi. Wow, cuối cùng cũng đã xong rồi nha cả nhà ơi. Bây giờ là nhắc xuống trộn đậu phộng ra dĩ. Bây giờ chúng ta sẽ đem xuống để trộn với đậu phộng nha. Rồi rồi, 4 tiếng đồng hồ hơn. Hồi nay giờ mấy giờ rồi? Hồi nào hồi mình quay là 1 giờ gần 2 giờ. Thôi đâu tới 4 tiếng ha anh ha. Đây là chia ra làm hai cái. Chia hai chảo của hai chảo thôi. Rồi để đây đừng đem vô đó. Rồi chia hai chảo. Chị bãi rắc đậu phộng vô chị bãi ơi. Ủa mình để nóng vậy rắc luôn hả mẹ? Đó thì nó có đậu. Nó một chùa chắc miếng rồi còn như nữa mình lớp mặt hả mẹ? Ủa rắc lên lớp mặt là phộng ta? Đâu có đâu, con thấy kẹo chuối này đâu có rắc lên lớp mặt đâu. Rắc mặt sắc rớt hết. À vậy thôi mẹ. Mẹ thôi chứ. Lớp nữa là phộng rồi thôi, đừng nhiều nha mẹ. Nữa thôi chị bảy. À, nhiều quá rớt ngán á. Rồi được rồi bảy. Nhiều quá ăn ngán á. Nè bà dính ra cho bà nội không ăn đậu phộng được. Thế nào nhỏ á. Bây giờ em lấy bỏ tay em bóp nha. Khùng quá phỏng tay em á. Phỏng tay luôn á. Nóng dữ lắm á, cái này nó nóng cực kỳ luôn á. Nóng bỏng tay á. Cả nhà mình làm thử nha. Vậy
công thức thì nó dễ nào mà, nhưng mà công mình ngồi lâu thôi. Đúng rồi, công thức thì nó dễ mà ngồi 4 tiếng đồng hồ lận cả nhà ơi, gần 4 mà tiếng đồng hồ. Nặng tay lắm cho phải nhẹ đâu anh. Mới đầu thì nhẹ nhẹ, nó càng sạch lại thì nó càng nặng tay. Càng kinh khủng luôn á. Nên là rất là cực. Là một dĩa kẹo này mất thời gian và mất sức nữa. Nên bất kỳ cái món ăn gì chúng ta mà bỏ tiền ra chúng ta mua á, là chúng ta có thể thưởng thức được. Mình có thể thưởng thức được. Đó là cái công sức lao động của một con người làm ra một cái sản phẩm như thế này, của nhiều người làm ra một cái sản phẩm như thế này. Hồi đó làm lập xưởng đâu có mấy máy nhồi đâu. Mấy năm nay mình thuê máy nhồi về mình làm á. Đây làm mình lấy lập xưởng luôn ra. Nói chung là bây giờ cái này nè là mình làm bằng thủ công, làm bằng tay. Còn khi mà người ta bán số lượng lớn thì người ta có máy móc hết rồi ha. Đúng rồi, tao có máy hết chứ anh. Làm ăn chơi thì làm bằng tay nha quý vị. Đó, còn nếu mà mình làm cái chén đây thôi. Còn hôm nay em cái mẹ làm lập xưởng là mướn máy á. Cái hồi đó là làm bằng tay không hả? Ừ. Dẻo rồi chứ hả chị Bảy? Chị Bảy nó dẻo rồi. Dẻo rồi á. Tại vì đâu có chén này để công cái thức chép truyền. Đằng đất nó lấy muỗng thấm nó cà luôn. Đó. Ừ, nó cứng luôn rồi chứ không phải nhắc xuống nó cứng rồi nè. Rắc lại đi. Mò thì mình rắc được. Thôi. Nhiều quá đóng dầu vỡ. Phan nhau vừa phan lại làm được mất kiểu dẻo nữa đó anh. Ủa mình bỏ dầu vô nữa hả bác Bảy? Bỏ dầu vô rồi chứ. Chị sán cho em nè, trước chị Bảy em rắc lên coi. Rồi mẹ dít ra đi con trộn đậu phộng lên nè. Ủa mình bỏ mẹ dưới hả mẹ? Mẹ dưới là mẹ trên đó không mẹ? Mẹ dưới mẹ trên hết. À, cái miếng bạch nó bị ấy ra kìa. Mẹ dán vào làm cũng lẹ lắm chứ không cái mà được nghe. Đây chích đậu phộng ra đi, làm đi cho miếng này. Không có đậu phộng. Làm cho nội không có đậu phộng hả? Bà nội không ăn đậu phộng. Được anh nội không? Răng có đâu. Nội còn mấy răng hả? 3 cái, hổm nội khoe. Còn 3 cái à? Hổm nội nói là còn 3 cái. Cho cục nữa. Trời ơi. Con trộn miếng đó đi. Miếng nữa cho nó đầy cái sửng nè. Đây nó nghe. Bây giờ mình làm sao mẹ? Khoan rắc mẹ lên. Coi biết con ngủ như làm cái gì mẹ. Rắc mẹ lên rồi mẹ chấm, ép chấm, vậy chấm, thôi chấm, hả? Chấm miếng dầu vô. Chấm miếng dầu vô. Đó chị Bảy rắc mẹ lên chị Bảy. Thôi vô vô chị Bảy. Chấm miếng dầu vô chè chè cho nó. Rồi ấy thì nó đưa lên cô ấy đó cho. Đó, chị ấy nè, chị ép nó ra đi. Trời ơi, nó rảo cả cường. Này nóng chết. Nóng chết luôn đúng rồi lại nó trốn nóng. Dạ cũng thích ăn này nữa nè. Còn hảo này chia cho bà xui xui ca xui gái. Ở đây với má ngoại. Có cả nhà thấy không? Tối rồi. Trời sập tối rồi cả nhà ơi. Hôm nay con bà chính này dính ta. Dính hả? Trời tối luôn rồi cả nhà. 6 giờ chưa? Sao nay mau tối quá ta? Ừ, mày nói là mình lâu sáng đó. 5 giờ còn tới hù đó. Cái gì đêm tháng 5 gì? Chưa nằm đã sáng hả? Ừ. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Tháng 10 chưa cười và tối. Rắc dầu rồi hết chị Bảy. Ờ mở đèn đó cho sáng lên. Phòng tay luôn á. Phòng tay chứ giỡn. Mốt tiếng thì bỏ nha. Bỏ tao nói lâu lắm. Nóng chết khúc nào chi hai chảo đó. Chứ chưa không chi hai chảo giờ mày chiên thu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi cho kẹo nó khô lại là xong nha cả nhà. Đây là tất cả. Đợi đợi chỉ bên đây luôn chứ đi. Ủa còn gì nữa hả? Bây giờ là cha ra tay luôn rồi. Làm cái gì cũng cần phải có đàn ông. Cái gì đó rắc hả? Đâu có đâu Bảy. Tháng này mà còn mưa nữa. Có chứ con. Năm rồi mày nhớ cái năm nào lúc mà mùng 1 mưa bình địa. Ủa có nữa hả Bảy? Có cái năm nào đó thằng con Tí còn nhỏ đi dưới chơi nè. Mưa rung luôn. Nhà cô Tám mà lấy quần áo thả vô.
Tết mà làm mứt vậy vui quá. Ở chỗ cả nhà không biết có làm mứt vậy không ha. Đó, bây giờ mẹ ép xong ra rồi mình để qua cho một đêm. Một đêm xong rồi mình cắt ra cây nha cả nhà. Mình cho mỗi người một khúc. Rồi vậy bữa nữa em sẽ làm mứt gừng. Em đang mua cái giấy gói mứt á. Chừng nào có thì em ta cho cả nhà mình xem nha. Mà phải đợi bữa nào mẹ rảnh hoặc mẹ phụ mới được. Làm mứt gì? Bây giờ mứt lấy món cầu á. Cái giá mà xúc cơm á. Có giá lớn hơn đằng thấm dầu tiếng trét. Mứt món cầu nó không có cực như thế này. Mứt món cầu mình sên nhanh lắm cả nhà. À, chị Dơ chị Hương á, thì đòi hái me dán cho con là mứt me. Nó chà ngâm chắc còn qua ngày mai mới chùi được đó cha. Ừ đó cái đó đó đặng cho nó dính tiếng dầu vô. Nhất quá tao nha cả nhà. Bây giờ là từ cái sửng nhỏ qua tới cái thau này. Bây giờ là tới cái sửng lớn rồi. Làm mà nhiều quá. Bà Banh nó đi mới rắc. Nhỏ làm thì mấy nhỏ cái này là đợi Tết có cô chú anh chị nào về là mời dùng với nha cả nhà. Mấy mốt con sắt vô cục luôn các bạn. Hơ vô cục luôn. Vô bịch mũ á vậy đó. Rồi cái rồi ai cái tới. Mình mua bịch mũ hồi đó mình mua bịch mũ nhỏ vậy mình hơ á nhớ không? Mày cho tao lặn cái chảo. Trời ơi. Thôi. Gác lấy cái này rồi. Em là chảo chứ ngắt chứ gì đó mà. Ăn này ngon lắm. Thơm. Đụng qua cha tao đã cười. Thì bác Bảy và mẹ cũng đã tráng xong một cái ba cây. Cái... nó nóng không nổi. Cái chuối. Cái kẹo chuối nè cả nhà. Wow. Ôi, siêu to siêu khổng lồ luôn. Sao nóng lên tới đây luôn ta. Nóng lắm. Xong mà đẹp quá nè. Nóng lắm á bả tụi bay cũng thương nó mà phỏng tay đó những chưa đâu. Con bị phỏng tay nè. Phỏng ra. Nó nóng lên tới cái này luôn nè cả nhà. Đó. À, bây giờ clip đã chia sẻ mình cái cách làm kẹo dẻo của gia đình lại là kẹo chuối. Này kẹo chuối là gia đình lại làm như thế này nha, còn ở nhà mình ăn sao thì mình làm theo kiểu đó nha, chứ không phải là không biết sai hay đúng gì mà nhà lại thì ăn như thế này thì làm như thế này. Thôi bây giờ lại và gia đình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả mình ở clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha, bye bye.